Mẹ ơi, mẹ mẹ lại coi đi, ở đằng kia có một cái chiếc ghe bự lắm. Cái gì? Cái này siêu thị chứ đâu phải cái sông đâu mà có ghe con. Con nói thiệt đó, cái ghe bự lắm còn chở nhiều rau củ nữa bên kia kìa, mẹ đi theo con. Wow, đúng thiệt là có cái ghe thiệt các bạn ơi. Vậy mà nãy giờ mình còn không tin á, là trong siêu thị có cái ghe nữa. Ở trên này còn chất rất là nhiều đồ rau củ nữa nè. Mấy cái ghe này ở ngoài chợ nổi mình thấy rất là nhiều luôn. Người ta chở đầy rau củ quả luôn. Không ngờ bữa nay người ta đẩy lên siêu thị này luôn rồi. Mình đố các bạn nghe, đây là cái chiếc ghe thật hay là chỉ là ghe mô hình? Nhìn cái con mắt của ghe rất là đẹp luôn nè. Các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết xem các bạn có đúng không nha. Các bạn muốn biết đáp án thì các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký đi. Mình sẽ ghi bình luận ở dưới cho các bạn xem kết quả nghe. Tạm biệt các bạn. Mẹ ơi, ở đây có nhiều bánh quá mẹ ơi, người ta chắc đẹp thành thành con rồng luôn kìa. Wow, bên này có nguyên một cái tháp bánh luôn nè mẹ ơi. Wow, cái tháp nó cao quá, đâu để mình lấy xuống coi thử coi. Kìa mẹ, từ từ thôi, con đừng có chồm chồm lên. Người ta chắc bánh cao như gì, lỡ con nhảy nhảy làm đổ bánh của người ta rồi sao? Những cái hàng bánh ở đây người ta chắc cao và rất là đẹp. Mình coi thôi, cái nào mình mua thì mình mới lấy xuống. Con đừng có nhảy nhảy chồm làm đổ ngã của người ta là nguy hiểm lắm nghe con. Qua Tết, ở đây trưng rất là nhiều bánh luôn nè các bạn ơi. Mấy cái hộp bánh ở đây nhìn rất là đẹp và sang luôn. Ở trong siêu thị bắt đầu trưng hàng Tết rồi. Có bạn nào nôn Tết chưa các bạn? Nhìn mấy cái cục vàng này là mình mê lắm luôn nè. Nó y như thiệt luôn mà vừa to vừa đẹp nữa. Để một cái trưng Tết là hết sảy luôn. Tết của nhà bạn nào trưng mấy cái cục vàng to như thế này không các bạn? Bạn nào có thì bình luận cho Hoàng Kim và mọi người cùng biết với nghe. Các bạn xem clip nhớ bấm like và bấm đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.